Chào các bạn, hôm nay tôi làm cái video này để bóc phốt một YouTuber. Đây là kênh YouTube của anh ấy. Anh ấy đã làm gì tôi khiến tôi phải bóc phốt anh ấy, mời các bạn đón xem sau video intro của tôi. Vào một buổi tối hôm đó, anh ấy rủ tôi chơi ngu. Chuyện không có gì đáng nói cho tới khi tôi sắp chơi ngu được. Anh ấy la hét ú á như một con khỉ và khiến tôi chơi ngu thất bại. Đánh đừng đừng. Coi chừng chết chỗ này á. Coi chừng. Tập trung. Cố lên. Tôi chết đoạn cuối này hơn nhiều á. Cố lên bro. Yeah. Đừng có chết bắt. Trời ơi. Tôi chi đỏ rái nên tôi quyết định phốt anh ấy. Thì ok. Đó là toàn bộ nội dung của video. Bye bye mọi người. Lưu ý, video này làm ra với mục đích giải trí và đã xin phép.